Phật trời á, ngày xưa còn xa như chúng sanh, vì không có sư phụ, không có tiếng nói của một người như kiểu như phụ, là lời của thánh nhân nói. Còn bây giờ á, là sư phụ đã hiện ra là thiệt luôn, là Phật đã gần với chúng ta, quá gần luôn. Cha quá gần luôn, mẹ đã chúc tết cho chúng ta là quá gần đó. Trong lịch sử nhân loại mấy nghìn năm có bao giờ được vậy đâu. Phải chi á, hồi xưa sư phụ mà khôn hơn chút, 2000 mấy năm trước, tụi nó khi ta trở lại, ta sẽ đầu thai thành thằng Kiệt. Thì hôm nay á, thì dù đâu có khổ, đúng là ngu. Đúng không? Thôi mình nói thẳng luôn đi. Còn Đức Thầy á, là khôn sư phụ, nhưng mà biết Đức Thầy có nói hòa hảo cũng có hòa hảo giả. Thì ở Việt Nam cái đám trẻ gọi là rừng cột của quốc gia mà sư phụ hy vọng là nó giữ được sau khi hồi về trời, mà bây giờ nó là cái đám chửi sư phụ nhiều nhất thiệt á. Tại nó không có hiểu, còn người lớn thì không có dám, tuy không tin nhưng cũng không dám, tại vì họ biết nhận xét, họ chưa thấy sư phụ làm gì sai, chưa thấy sư phụ làm gì mà bất lợi cho nước Việt hay là bất lợi cho xã hội.